Những cái chuyện chắc là chúng ta biết là sáng nay đã có một con số không có đông lắm. Ở Hà Nội thì bị dập tắt trong tiếng nước. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng vậy thôi. Và một số nơi là Hồ Nai hoặc Bình Dương cũng có, nhưng mà chỉ lẻ tẻ, không đáng kể. Nên tuy nhiên ông David Lê, ông lên ông nói là cả một hàng trăm ngàn người. Ông nói kinh khủng như vậy. Hàng trăm ngàn người vẫn ngủ đủ đấy. Vẫn ngủ 7 tiếng, 8 tiếng như thường. Đi biểu tình và con số này sẽ lên tới cả triệu người. Vâng, thưa quý khán giả, nếu mà nói về cái khí thế đó, tôi xin gửi thông điệp. Chừng nào các bạn làm được giống như là cái khí thế của U23 đó thì các bạn hãy làm. Còn nếu mà không làm được thì thôi, đừng làm. Ê, chào anh Phan Thế Hải, bài viết rất là hay đấy. Tôi thấy cái bài của anh viết rất là hay. Rất là trung thực đấy. Thì nếu mà không làm được cái chuyện đó thì thôi, mình đừng có làm. Nhưng mà cái điều buồn cười nhất cho các bạn xem đây. Các bạn xem cho chúng tôi đây là cái gì? Vâng, thưa quý khán giả và thưa các bạn, chắc các bạn biết chúng tôi muốn nói cái gì. Chúng tôi muốn đưa các bạn thấy rằng ở thành phố Hồ Chí Minh, cuộc biểu tình. Sáng sớm thì anh Nguyễn Bằng ở bên nhóm cờ đỏ của Bà Rịa, Vũng Tàu. Anh là người đầu tiên ra ngoài đó. 6 giờ sáng, chúng tôi đã theo dõi. Và sau đó thì có những nhóm như là nhóm của anh em VHK, mình cứ nói là VHK đi cho nó dễ phân biệt. Có cả Hương Vi, có cả Phan Hùng, có cả một số anh em có mặt ở nhà thờ Đức Bà. Đây là cuộc biểu tình của một nhóm, chúng tôi nghĩ rằng khoảng chừng 100 người. Những cái người chụp hình á, và những người quay phim đó, họ focus, tức là họ tập trung vào một cái điểm, thành ra chúng ta không thấy cái không gian nó rộng. Mục đích để cho mọi người nhìn vào nó tưởng rằng là rất là đông. Thì cái hình mà các bạn vừa xem đó là trước cửa tòa đại sứ, à quên là trước cửa tòa tổng lãnh sự ở đường Thống Nhất, tổng lãnh sự Hoa Kỳ. Tại sao một cái cuộc biểu tình mang một cái nội dung như là những người biểu tình mong muốn là không bán đất hoặc là không cho Trung Quốc mua đặc khu kinh tế? Ngay cái biểu ngữ và cái nội dung nó đã nói lên một cái sự ngu xuẩn của những nhóm người biểu tình này. Các bạn căn cứ ở văn tự và giấy tờ nào các bạn nói rằng bán nước hoặc là bán đất đặc khu cho Trung Quốc?
Mà cho dù có bán cho Trung Quốc hay là đặc khu gì nữa đấy, thì cái vấn đề cái cờ Mỹ và ông Donald Trump này của chúng tôi, tức là người Mỹ, có mắc mớ gì vào trong cái vụ này không? Câu trả lời dạ thưa không, hoàn toàn. Nhưng mà nó nói lên một cái tinh thần, vẫn là cái tinh thần nô lệ Mỹ. À, vâng, họ họ có cái chủ đích như vậy. Thành ra bữa nay họ tập trung, họ không tập trung ở những nơi khác như là ở quận nhất như ngày xưa nữa. Bởi vì chúng ta biết rằng cái chỗ quận nhất bây giờ là đang làm cái đường metro. Thành họ biết họ sẽ gặp khó khăn ở chỗ đó. Họ kiếm qua cái đường Hoàng Văn Thụ, cái đường đi về phía công viên Hoàng Văn Thụ. Nhưng mà sau đó thì đã bị chặn. Anh Phan Hùng là người đã đưa cái video lên và tôi đã lấy ngay cái livestream đó tôi gửi lên khắp nơi rồi của Phan Hùng. Sáng nay tôi gửi tất cả là 4 cái video. Trong đó có một cái video tôi không gửi. Nhưng mà tôi chụp cái hình. Đề ngày mùng 9 tháng 6 năm 2018. Mà phía trên hàng trăm ngàn người đã biểu tình xuống đường tại thành phố Hồ Chí Minh ngày mùng 10 tháng 6. Tôi hỏi có đứa nào nó ngu như vậy không? Ngày mùng 9 tháng 6 nó đã có video và nó nói rằng đây là cuộc biểu tình ngày mùng 10 tháng 6, tức là ngày hôm nay nó làm video cho cuộc biểu tình ngày mai. Người ta chưa biểu tình làm sao nó có 100 ngàn người như vậy được? Và tôi đã khoanh tròn ở cái Publish Day, tức là ngày phát hành mùng 9 tháng 6 năm 2018, trong nó đề là cuộc biểu tình 100.000 người tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm qua nó cũng lấy một cái hình ở trong cái Pontian, công ty hình như là gọi là cái khu gì cho quên mất, đó là cuộc biểu tình cũ đưa lên. Mục đích là làm gì? Chắc là nó mục đích là xúi người ta đi tới lại chỗ đó để cho những người Trung Quốc. Ngày hôm nay, một số công ty ở Bình Dương của người Trung Quốc đã đóng cửa cho nhân viên nghỉ việc, tại vì họ sợ. Ở ngoài Hà Nội thì chỉ có được vài chục người nhưng mà giải tán ngay sau đó. Có lẽ là anh Quân Quân Khúc, mà nếu có lên trên này thì Quân Khúc có thể kể lên được. Nghe nói rằng cuộc biểu tình đã có một vài cái va chạm nhỏ, nhỏ đến nỗi mà gãy 3 cái răng. Nghe nói như vậy nhé, chúng tôi không dám quả quyết, chưa nhìn thấy được tin. Nhưng mà có ít nhất 2 người đã bị bắt ở Bình Dương về tội kích động. Và có một số người đi biểu tình đã bị công an tạm thời mà mời về, lý do mang trong người những chuyển đơn thì họ sẽ bắt về, nhưng mà chưa biết là chuyển đơn gì, tại vì về nhà về về bên công an thì mới điều tra, chúng tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà cái cuộc biểu tình ít nhiều nó cũng đã làm cản trở rất nhiều vấn đề kinh tế và chiếm rất nhiều thì giờ. Thay vì những anh em công an và anh em an ninh bảo vệ họ có quyền nghỉ ngày hôm qua, thì chúng tôi được biết họ đã phải tập trung vào cơ quan và nhận chỉ thị và học tập để đối phó. Và rất may là cái cuộc biểu tình không được đáp ứng trên toàn quốc. Đó là điều may mắn cho chúng ta, và điều đó đã trả lời cho họ biết rằng cái thời gian kéo dài ra cái hạn kỳ để mà quyết định cho thuê cái khu đặc khu kinh tế đó đó có thể là cuối năm. Thì chắc chắn những người này không có thể mà tiếp tục theo đuổi đuổi đó. Đó, bởi vì cái ngày hôm nay là một cái bài học. Bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ là 1 giờ, 1 giờ rưỡi.
Nghe nói là trời bắt đầu âm u. Chiều hôm nay chắc chắn là sẽ không có biểu tình. Bởi vì trời âm u mưa thì làm sao mà đi biểu tình được. Vâng, thưa Hai Huỳnh hay là Huỳnh Hải gì đó. Cái đó nói lên một cái tinh thần nô lệ. Nhưng mà tại sao là cái cuộc, cái này nó chỉ liên quan tới người Việt Nam và liên quan tới người, nói theo của những người biểu tình là Trung Quốc. Chứ thật sự chúng ta chưa nhìn thấy cái đặc khu nó được hình thành và nó được chấp thuận và nó đã được triển khai như thế nào chưa? Chưa. Chưa có thì làm sao mà biết đó là của Trung Quốc hay là của Mỹ hay là của ai? Kéo tới tòa tổng lãnh sự Mỹ mà không ai ra đón hết, không ai ra tiếp hết. Người ta khinh mình, người ta nhổ nước miếng vào mặt mình. Người ta bảo rằng mình ngu. Người Mỹ, muốn người Mỹ can thiệp vào nội tình đất nước. Anh Võ Dũng đúng, tôi cũng nghe nói ở trong video tôi nghe. Nghe nói có một thanh niên bị hành hung, thì thanh niên đó là nghe nói là đoàn thanh niên, thành viên của đoàn thanh niên xung phong. Cái điều đó thì chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ tất cả anh em an ninh bảo vệ và thanh niên xung phong là chẳng nào. Mình không lấn vào trong biểu tình và mình không hô hào cái gì hết. Nhiệm vụ mình là giữ an ninh. Nếu họ đi, cứ để cho họ đi. Họ cho mình có những cái hành động mà gọi là mất trật tự là họ sẵn sàng. Mà cái chuyện thí dụ như nhà nước có can thiệp vào, công an nó can thiệp vào thì cái chuyện nó cũng xảy ra rồi. Thì tôi nghe nói người thanh niên này cũng có bị đánh hay cái gì chúng tôi không có biết, nặng hay nhẹ chúng tôi cũng không biết luôn đấy. Thì nhưng mà đấy, cái điều này, trong khi đó anh em của chúng ta đang ngày đêm 24/24 biển đảo và biên giới, tay súng luôn luôn gườm về trước mặt để bảo vệ đất nước. Trong đây chúng ta ăn sung mặc khướng, đi làm những cái chuyện vô bổ, kẹp đường, kẹp xá. Và như ngày hôm nay là một số các cơ sở của người Đài Loan, Trung Hoa thì không cần biết, và cả Đại Hàn nữa, họ chỉ sợ vạ lây giống như hồi Bình Dương nữa. Thành ra họ cho nhân viên nghỉ việc. Một ngày mình lương không đi làm của công nhân viên, nó cũng giá trị lắm thế. Tôi không biết là những người đi biểu tình có nhận được tiền hay không. Chuyện này không biết. Nhưng mà nếu mà quý vị nhận được cái tiền đó, đó những người đi biểu tình mà nhận tiền đó, đó thì đúng là mình đang ăn trên máu mủ và xương máu của đồng bào mình. Những người ngày hôm nay không được đi làm, mất lợi tức một ngày làm việc, có thể là 100.000, có thể 200.000, 300.000 một ngày làm công. Cái sự khẳng định của cá nhân tôi và tất cả các anh em chắc chắn như vậy. Chừng nào làm được cái khí thế giống như U23 thì hãy làm, còn không có thì thôi, câm cái họng lại, đừng có làm nữa. Vâng, anh Chu Hoa, cái điều là tôi đang muốn nói đó, tôi sắp sửa nói tới. Có bao giờ mà một cái khí thế mà nghĩa là một chiếc đoàn xe mà từ phi trường Nội Bài mà về tới dinh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mất mấy tiếng đồng hồ không? 5 tiếng đồng hồ chưa về tới nơi. Cả một rừng người và áo đỏ ngôi sao vàng. Có bao giờ mình, đất nước mình có được như vậy không? Đó mới gọi là khí thế, đó mới gọi là cái lòng yêu nước. Ngoại trừ anh Bằng ở bên nhóm cờ đỏ của Vũng Tàu, Bà Rịa,
Ngoài ra chúng tôi không thấy một cái bóng dáng cờ đỏ nào của nhóm Trịnh Hoài Nam. Không biết anh em đó yêu nước, tổ quốc trên hết nằm ở đâu. Sáng hôm nay tôi tưởng rằng ông Trần Phi Sường, tức là ông Trần Ngơ, đã thấm thía cái nỗi đau. Không ngờ rằng ông lại như là một con giun nó bị quằn xéo. Ông quằn quại lên và ông mở livestream. Lát nữa chúng tôi sẽ nói về ông, bởi chúng tôi sẽ muốn chấm dứt. Và Quốc hội trong lúc hoãn lại thời gian để quyết định và tu sửa thêm một số cái điều lệ trong cái luật đặc khu kinh tế, thì Quốc hội đã thông qua điều luật mới mà tất cả các đài như là đài VOA, đài RFA, RFI ở bên này đều nhau lên phản đối. Đó là luật an ninh mạng. Tôi mới đưa lên trên thiên hạ sự.wordpress.com, quý vị vào trong đó có tất cả là hình như là 77 điều luật mới về an ninh mạng. Tôi ủng hộ là bởi vì chúng ta thấy rằng á, ai cũng nói là cái mạng Facebook là mạng ảo. Nhưng mà đó, cái hậu quả của nó là hậu quả thật. Một bà Nguyễn Hải, tức là Trần Thị Kim Cúc, đã bị bắt về tội buôn người qua Trung Quốc. Và nạn nhân nếu mà không phải là con của bà Hải, chưa chắc đã được đưa, cái vụ này đã được phanh phui. Và nạn nhân thứ nhì là ông Trần Ngơ. Cả hai người đều là thành viên của nhóm Côn Đồ Đỏ Trịnh Hoài Nam. Tôi nghĩ rằng lực lượng 47 chưa làm đầy đủ bổn phận là tại vì mình chưa có cái luật an ninh mạng. Luật an ninh mạng ra đời thì lực lượng 47 sẽ căn cứ vào đó để mà thi hành. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người. Mình đừng quan niệm rằng tự do là mình muốn là nói cái gì thì nói mà muốn làm cái gì thì làm. Không. Tự do không có nghĩa là mình đi xâm phạm một đời tư của một con người. Ông Trần Ngơ sáng hôm nay hãy còn tiếp tục lên án bà Hương Vi và lên án cá nhân tôi. Đối với tôi không có phản biện. Cũng như mới đây có cái nick Yên Mi gì đó, Yêu Mi cái gì đó không biết. Chửi tôi. Cái ông nhà báo này á, công nhận ông khóc cũng giỏi. Ông viết cũng hay. Và ông bịa chuyện cũng rất lớp lan. Cảm ơn. Nếu mà ông giỏi như vậy thì thôi mình phục ông ấy đi. Đừng chống ông làm chi. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng anh Trần Ngơ, anh nên chấm dứt và anh đừng tiếp tục đi vào con đường nó đã làm anh mất việc. Anh vẫn sáng ngày vẫn tiếp tục, anh chửi anh em VHK và anh chửi bà Hương Vi là một con người lường gạt. Đó là những cái điều đừng có trách bà Hương Vi. Những cái điều đó nó đưa đến cái hậu quả mạng xã hội giả, nhưng mà sự mất việc thật. Anh vu cáo một người không có bằng chứng. Chị Hương Vi đã 3 lần 7 lượt đã nhắc anh rồi, nhắc ở trên Facebook Trần Ngơ. Chú đừng có nói như vậy, nhưng mà vẫn tiếp tục. Không phải Trần Ngơ, ngày hôm qua Sơn Thanh cũng vẫn như vậy. Và Bùi Gia Việt cũng vẫn như vậy. Cứ là quyết đoán
cái nhóm VHK này là một cái nhóm phản động, là một cái nhóm nhận tiền của Việt Tân, và là một cái nhóm mà có một cái người lường đảo. Tôi hỏi là nếu bà Hương Vi mà thật sự bà đi lường gạt người ta, bà có dám bước chân vào bất cứ một cái đồn công an nào không? Bất cứ một cơ quan công an nào trên toàn quốc nào, bà dám đi vào không? Tôi hỏi thì coi ông Trần Ngơ trả lời tôi đi. Không, không phải chấp Văn Trần. Đây là mình giải thích cho họ nghe. Họ đang làm luật. Luật của côn đồ cờ đỏ thành phố Hồ Chí Minh họ đặt ra. Cũng như cái luật mà sáng ngày cái nhóm về biểu tình ấy, nó cầm loa nó nói ấy. Bất cứ ai đi vào trong này lộn xộn là bắt trói ngay. Có luật nào ở Việt Nam cho các ông các bà lập cái hội ra rồi muốn bắt ai thì bắt, trói ai thì trói, giống như là ông Nguyễn Thống không? Nguyễn Thống còn cầm cái còng số 8 lên trên đài. Tôi đưa lên rồi đấy. Tôi đưa lên YouTube rồi. Thì trở lại cái vụ này. Nếu bà Hương Vi là một người thật sự, đúng như là bà Vũ Hà tố cáo, thì liệu, tôi hỏi thôi, công an có cho phép bà Vũ Hà thông dong, bà Hương Vi thông dong bước ra khỏi đồn công an không? Hoặc là có thể trở về và bắt lên trở lại trình diện sau khi điều tra không? Mà công an không nói gì thì tức là sao? Cái chuyện không có. Và bây giờ tôi nói thẳng đây, rất nhiều người ngày hôm qua và hôm nay tôi vẫn còn thấy cả hai bên luôn. Không biết Hương Vi bị cái chuyện gì, tôi nói thẳng đây. Hương Vi là một người giới thiệu một người bạn đến gặp bà Vũ Hà để mượn một số tiền. Thì cái vấn đề thuận mua vừa bán giữa bà Vũ Hà và cái người bạn của bà Hương Vi, nó không mắc mớ gì tới bà Hương Vi hết. Cái người mượn mà không trả tiền Vũ Hà thì Vũ Hà đi thưa. Thứ nhất. Thứ hai, mượn có giấy tờ không? Thứ ba, bà Hương Vi có bao giờ ký tờ giấy cam kết tôi cam kết rằng sẽ trả tiền cho người bạn này hay bảo lãnh cho người bạn này, nếu người bạn này không trả tiền thì tôi trả tiền, có hay không? Không có thì tại sao mà cứ bảo người ta lường gạt? Và vì mang người ta lên nhục mạ trên cái mạng xã hội thì người ta bắt buộc phải có phản ứng. Con chó mình đuổi nó tới cùng, dù nó nhỏ nó bé gì nữa, nó cũng quay lại nó cắn mình. Con giun mình xéo lắm thì nó cũng phải quằn. Đừng có trách, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Rồi ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhận được tin nhắn của bà Vũ Hà, thế là ào ào lên trên mạng cũng như vậy. Bây giờ lãnh cái hậu quả. Tôi nghĩ rằng những ngày sắp sửa tới, thêm một thành viên nữa của nhóm côn đồ thành phố Hồ Chí Minh, Trịnh Hoài Nam, sẽ lãnh. Và còn nhiều người nữa chứ không phải là chỉ có một. Thành ra, lúc nãy trên live stream tôi nói rồi, trong cái bữa ăn ngày hôm nay, buổi trưa nay đó, những cái người ngồi đã ăn đó, họ chưa bao giờ đi về Việt Nam hết. Mà mở miệng ra nói chuyện nói rằng á, cả ba nơi Vân Phong, Vân Đồn và Phú Quốc, Trung Quốc nó chiếm hết này. Tôi mới hỏi rằng á, các anh có bằng chứng không? Thưa chú, cháu thấy người ta nói vậy. Người ta nói vậy, người ta là ai? Ngay cả những cái đài truyền hình, truyền thông như là VOA, RFA, RFI, còn chưa nói đúng nữa. Mà người ta đây là ai? Nghe ông Donald Trump ông nói không? Fake news, tin giả.
đưa một cái tin ra mình chưa bao giờ đi về Việt Nam hết, là chưa bao mà dám quả quyết rằng bây giờ Trung Quốc đã lấy được ba cái đảo này. Tôi hỏi lại đặc khu kinh tế là cái gì biết không? Đặc là đặc biệt, thì cái khu đó đặc biệt dành cho Trung Quốc. Tôi hỏi có một cái danh từ, có một cái văn thư nào nói rằng cái đặc khu Vân Phong đó được nhượng cho Trung Quốc 99 năm hay không? Hay là bán cho Trung Quốc 99 năm hay không? Toàn là nghe không? Người ta nói là nghe như vịt nghe sấm. Đúng rồi, vịt tân mà. Nghe nó xong rồi cái là tin. Bây giờ quốc hội giờ người ta rời lại, cuối năm người ta mới quyết định là cái tiến hành cái dự án ba cái đặc khu đó hay không. Chưa có mà bảo là cái Trung Quốc lấy hết rồi. Được còn nói là cả nó có cả sân bay sân hết này kia nữa. Nó mang hết cả đồ vào trong đó rồi. Tôi hỏi rằng cái gì mình nghe, cái tin mà mình nghe là không phải là cái tin mình thấy. Chừng nào mình thấy tận mắt thì hãy tin. Còn nghe một người khác nói không đừng có tin. Tôi với anh đây là cũng có cái là dây dưa bà con với nhau. Tại vì mấy cậu đó là bên ông anh rể. Nhiều khi tôi mấy anh còn nói chuyện còn không tin nhau, còn ui thì cái thằng nó nói chuyện, ui cái chú nó nói vậy. Thì nói chi người ngoài, tại sao lại tin cái đó? Tôi làm báo nè, chỉ có nhóm Trịnh Hoài Nam nó không tin tôi thôi, chứ còn tất cả hầu như ai cũng tin hết. Sáng Trần Ngơ còn nói là tôi lừa bịp dư luận, nói láo là nhà nước mời về. Cái chuyện nhà nước mời về hay là tôi được về hay là cái gì đó, cái chuyện là nhà nước và tôi biết với nhau, sao ông biết được? Bây giờ mục đích của các ông đó rất sợ KBC hải ngoại, sợ tiếng nói KBC hải ngoại, thành ra bằng mọi giá phải trù dập KBC hải ngoại Hương Vi và ông chủ VHK. Tôi nói Võ Tấn Đông làm một cái lá đơn để tên tôi vào trong đó. Video tôi đã tải về rồi, tôi có rồi. Phần tôi sẽ làm một cái đơn riêng, bởi vì tôi là một người hơi khác với lại người dân trong nước và không quen với pháp luật Việt Nam. Tôi sẽ đi qua một con đường khác. Lẽ nhiên tôi không nói ở đây. Nói ở đây nó biết đường nó chạy trọt thì sao? Thì tôi nói Võ Tấn Đông, cháu làm cái đơn để tên chú vào, địa chỉ số điện thoại bên Mỹ. Hai người bị đích danh ông Bùi Gia Việt nói rằng nhận 30 hoặc 40 ngàn của Việt Tân về phá hoại anh em cờ đỏ trong nước. Thứ nhất, ông Bùi Gia Việt sẽ phải trả lời 30 hay 40, cái đó nó khác nhau nhiều lắm. 30.000 đô la đó, chứ không phải là 30.000 tiền Việt Nam. Thì cái bản tin ông nghe được hay là ông có tài liệu ông có được thì phải nói rõ ràng là 30.000 hay là 40.000, chứ ông không thể nói khơi khơi là hoặc là 30 hoặc 40. Rồi phần sau ông lại nói thêm là ông bảo rằng theo những cái nguồn tin thì nó tôi nhận được nó có cái sự sai biệt giữa 30 với 40. Nguyên chừng đó thôi đã biết rằng ông bịa ra rồi. Một là 30, hai là 40. Không thể nào có là 30 hoặc là 40. Nếu đã hoặc rồi đó thì anh không thể nào anh vu cáo người ta được. Anh không thể nào kết luận là người ta đã nhận tiền. Thứ hai, anh phải chứng minh cái nguồn tiền ấy ở đâu ra. Tôi là người nước ngoài, ông Đông là người nước ngoài. Thì lẽ đến gì nếu mà tôi có nhận tiền thì tôi nhận như thế nào? Tôi ngu sao mà tôi nhận vào trong cái chương mục của tôi?
anh Đông anh buôn bán thì anh có vào chương mục của anh được. Còn tôi là người không có làm việc, tự nhiên trên trời rớt xuống 30 ngàn, 40 ngàn. Là tôi phải đi khai báo cho nhà nước Hoa Kỳ ấy, để đóng tiền chứ, đóng thuế chứ. Bởi vì đó là cái lợi tức của mình. Rồi thứ hai, thứ ba, anh chứng minh là cái nguồn tiền đưa bằng cái lối, bằng cách nào, tiền mặt. Thì ai đưa, đưa lúc nào, ngày nào, giờ nào. Tôi hy vọng rằng không phải là ông, cái tin nó do ông Song Phạm đưa ra. Bởi vì ông Song Phạm đi nói với nhiều người, người ta nói lại với tôi. Kể cả bà chị Phùng Thị Châu nó cũng nói nữa. Song Phạm nói rằng ông KBC Hải Ngoại nhận được 25.000 tài trợ của nhà nước Việt Nam. Mất dạy như vậy đó. Anh em với nhau không thích nhau thì thôi. Đừng có đi ra khỏi ra cái cửa của KBC Hải Ngoại, quay lại nói như vậy. Thành ra tôi mới nghĩ rằng thì ra, vâng, chào Phan Hùng. Lúc nãy chú đưa hai cái video lên, cái live stream. Thành ra đã hóa ra là Song Phạm, Dương Xuân Phương và Nguyễn Thế Phượng muốn lấy cái KBC Hải Ngoại vì 25.000 đó. Tôi mới nói chuyện với Tổng lãnh sự. Các anh phải giải thích cho Song Phạm biết. Đừng có mơ huyền mơ. Đấy, cái mõm của Việt Tân mà tín ấy. Và những người ngoài bên này cũng vậy. Bây giờ tôi hỏi rằng ông Bùi Gia Việt chuẩn bị đối phó nha. Ông phải chứng minh, thứ nhất, cái số tiền là 30 hay là 40. Thứ hai, tiền mặt hay tiền vào chương mục. Tiền mặt ai đưa, rồi đưa như thế nào, ngay bây giờ. Nếu mà đưa vào chương mục thì chương mục nó tên là gì, nhà băng nó là gì, nhà băng nó là Wells Fargo, là Chase Bank, là ABC hay là cái gì, BIDV ở Việt Nam chẳng hạn vậy. Anh không chứng minh được cả ba cái điều này, anh đủ chết rồi. Mà cái điều thứ tư là cái điều nặng nhất. Bộ Công an của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa đã kết lên án tổ chức Việt Tân là một tổ chức khủng bố. Và anh nhân danh cái gì mà anh nói rằng Võ Tấn Đông và Nguyễn Phương Hùng là người của Việt Tân, nhận tiền của Việt Tân về đánh phá anh em cờ đỏ. Anh em yêu nước, ngày hôm nay các anh em yêu nước có ai xuất hiện không? Trốn đi đâu hết này? Sao ông nào xuất hiện ra đi? Mặc quần áo cựu chiến binh ra đi, đeo lon thượng tá ra đi. Ông Nguyễn Thống lên live stream mặc quần áo quân phục đeo lon trung tá này. Trốn đi đâu mất tiêu này? Sáng ngày có Nguyễn Bằng này, Nguyễn Bằng đứng quay phim. Một số cái video được lồng thêm ngày hôm nay đó, được lồng thêm những cái video cũ nhét vào để cho nó ra vẻ nó đúng. Phan Hùng nói ở chỗ mà phố đi bộ đó, có nhóm khoảng chừng 7 người vậy đó, và một chị phụ nữ thôi. Thế mà có người đã đưa lên trên này, đầy hết cả phố đi bộ. Có phải là cái ngày hôm đó là ngày Tết hay không? Tôi không nói U23, tại vì U23 là mình nhìn biết liền. Có cờ đầy hết, còn đây không có cờ, không có biểu ngữ luôn. Cầm được có một cái biểu ngữ dài to này,
đọc không ra chữ luôn. Đúng rồi. Các anh đã nhục mạ cái bộ quần áo một thời các anh đã phục vụ cho tổ quốc của dân tộc. Trong khi hàng triệu triệu người đã hãnh diện về những điều mà đất nước của mình ngày hôm nay thống nhất 43 năm và không biết còn bao nhiêu năm nữa. Mang một cái tinh thần nô lệ, giờ này vẫn cứ nghĩ rằng người Mỹ có quyền đối với đất nước của chúng ta. Tôi nói thẳng luôn, người Mỹ cần mình hơn là mình cần người Mỹ. Bảo đảm cái điều đó. Bởi vì không có một nước nào ở Đông Nam Á này mà có một cái vị trí thuận lợi như là nước Việt Nam. 2.600 km đường biển. Từ Quảng Ninh đi xuống vào Phú Quốc. Có một nước nào có một cái chiều dài như vậy. Đứng nhìn ra ngoài kia Bao Lơn, Thái Bình Dương. Tàu bè nào đi qua đều phải đi ngang qua. Rất thuận tiện cho việc buôn bán và hàng hải và thương thuyền. Không ai cấm chúng ta có quyền nghĩ trong tương lai sẽ có một cái bến cảng quốc tế, International Port, do các nước đồng ý xây dựng tại giữa biển Thái Bình Dương để chuyển hàng đi vào Việt Nam, thay vì phải đi vào trong nó kẹt bến Hải Phòng, kẹt bến Cam Ranh, kẹt bến Sài Gòn, kẹt bến Vũng Tàu. Người ta đậu ở ngoài đó, những tàu lớn đậu ngoài đó và những tàu nhỏ chở hàng đi vào trong. Cái chuyện tôi nghĩ như vậy đó, có thể là cái điều có thể có. Mà Nguyễn Phương Hùng nghĩ ra được như vậy, chắc chắn nhà nước Việt Nam và tất cả những cái bộ óc của kinh tế của trên thế giới họ cũng nghĩ ra điều đó. Và có thể rằng họ đang tính rồi chứ không phải là không. Rồi biết đâu mình có một cái cầu tàu dài nhất từ cái bến cảng quốc tế đó, cái bến cảng nó không thuộc nước nào hết. Liên Hiệp Quốc sẽ đề nghị ra một cái ủy ban chung hỗn hợp giữa các nước ở Đông Nam Á và Mỹ và Nhật và Hàn ở kia cùng chung nhau điều hành. Mỗi 2 năm hay là 3 năm mình thay đổi một chủ tịch. Tại sao không có được? Và biết đâu trong tương lai là thêm một cái cầu dài nhất thế giới từ cái bến cảng đó. Thì lẽ nhiên cái bến cảng nó nằm ở trên cái hải phận quốc tế chứ không phải nằm trong đất nước Việt Nam. Mà cũng không nằm trong cái đường lưỡi bò. Nó sẽ bắt thẳng đi vào trong Đà Nẵng, thí dụ như vậy. Và có những chiếc tàu con chĩa ra đi về Hải Phòng, Vân Đồn, đi vào Đà Nẵng, Huế, đi vào Cam Ranh, Khánh Hòa, đi vào Vũng Tàu. Một địa điểm nữa mà tôi nghĩ rằng cũng sẽ là được, cũng sẽ phát triển như là Phú Quốc. Nhưng mà tại vì một cái tên của nó gắn liền với lịch sử của tội ác, thành người ta chưa nghĩ tới cái vấn đề khai thác kinh tế. Đó là Côn Đảo. Những nhà kinh tế mà đó biết nhìn trước á, Côn Đảo cũng sẽ là một nơi đất vàng, đất ngọc. Tại vì Côn Đảo bây giờ hay còn rất nhiều đất bỏ trống. Tôi đi ra ngoài Côn Đảo 4 ngày với bác Lê Quang Vịnh, đóng cái cuốn phim Tết Là Nhà. Tôi nên cái cặp mắt của tôi nhìn tôi biết rằng, tôi bảo, tôi nói trên xe mà cái này sẽ phát triển không thua gì Phú Quốc ấy, mà lại còn gần nữa. Ở cảng Sóc Trăng chạy thẳng đi ra ngoài, 1 tiếng đồng hồ là tới nơi. Máy bay đi bay ra cũng vậy, 45 phút.
Một cái điều đó thì chắc chắn rồi. Điều chắc chắn là Nguyễn Tấn Dũng không bao giờ mình đi làm việc trong xí nghiệp mà mình tham gia vào mấy cuộc biểu tình để chống lại ban giám đốc của mình. Cái điều đó tôi nghĩ rằng anh em đó cũng sẽ hối hận. Tôi kêu gọi anh Trịnh Hoài Nam với tư cách là lãnh đạo của cái nhóm của anh, Thượng tá Trịnh Hoài Nam, chiến tranh chính trị, quân khu 7. Anh tập họp anh em lại, để không thôi trong tương lai sẽ còn rất nhiều người. Tôi nghĩ rằng sau Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ còn tới Nguyễn Minh Tuệ nữa. Nó dụng từng người một, và nó càng dụng bao nhiêu thì nó càng nhục cho cái tổ chức của anh bấy nhiêu. Bởi vì tổ chức mình được gồng gánh một cái sờn là một người quân đội nhân dân và những người cựu chiến binh. Sáng ông Trần Ngơ trong cái video ông cũng nói, ông bảo là tôi lấy cái quyền gì mà tôi thắc mắc về cái nghi ngờ về cái cựu chiến binh của ông. Tôi bảo tôi không có quyền gì hết. Nhưng mà khi ông làm cho tổ chức và ông xưng một cái danh đó thì người ta có quyền, nhất là những báo chí người ta vẫn thắc mắc, ta có quyền ta đặt nó. Chứ đâu đó phải tôi nhân danh là công an rồi tôi bắt ông phải khai báo gì đâu. Không, ông muốn nói thì nói, không nói thì thôi. Ông bảo rằng những tổ chức cựu chiến binh của ông không có thái độ với ông là đủ rồi. Thế những cái tổ chức của ông là tổ chức ma không có thật thì sao? Cái chuyện nó cũng không thành vấn đề. Ông phải, khi mà một người ta thắc mắc về cái thân thế mình thì mình phải chứng minh cái thân thế chứ không phải mình nói như vậy. Nói cua, biết cua, cua nó bò ngang không à? Cua đâu bao giờ bò dọc, nó bò ngang, bò rất là nhanh, càng nhỏ càng bò nhanh. Con rạm đó, con rạm, con còng nó nhỏ nhỏ này bò rất là nhanh. Thì bây giờ mặc dù không có mặt ở Sài Gòn nhưng mà tôi một mình tôi ba cái máy. Và tôi vào tất cả những cái nơi này nơi kia, những anh em gửi những video về thông báo những tin tức. Làm sao tôi biết ở dưới Bình Dương có biểu tình hay không? Thì phải có người báo cho tôi biết. Và cho biết rằng cái không có gì đe dọa. Hôm nay có nữa, cũng không có gì đe dọa. Nghệ An cũng có nữa. Nhưng mà đó họ văn minh hơn, kinh nghiệm hơn. Họ đưa các em thiếu nhi thánh thể như sáng ngày có video. Quàng khăn, mặc đồng phục. Và đi rất trật tự. Đi giống như là đi rước lễ ở bên đường. Mà công giáo họ hay rước lễ như vậy và họ vẫn thường được phép được làm như vậy. Miễn sao không cản trở an ninh và trật tự. Thành ra những cái trò ma nớp, ma bùn, ma tịt, ma cô, ma cạo đó, không có lừa được ai hết. Mà làm cho người Mỹ người ta cười. Đất nước của các ông, các bà mà đi gọi bảo tôi phải là một thằng tổng lãnh sự ở đây mà phải giải quyết chuyện của đất nước của quý vị. Người Mỹ họ làm việc như thế này nhá. Các ông các bà phải viết một lá thơ cho tổng lãnh sự và hoặc là cho tòa đại sứ, nhờ tổng lãnh sự trao cho tòa đại sứ. Và cái lá thơ đó là phải viết cho tổng thống Donald Trump. Và nhờ tòa đại sứ đưa lên, tức là mình thỉnh nguyện thư. Okay. Nhưng mà bây giờ mình thỉnh nguyện thư cái gì?
Tại sao đất nước của mình mà lại đi nhờ một ông tổng thống Mỹ mà giải quyết chuyện của đất nước của mình? Tôi có bao giờ đi qua nhà hàng xóm tôi bảo ông hàng xóm anh nhờ anh mẹ con qua đây anh dạy đứa con tôi không? Mẹ con của mình không dạy đi nhờ ông hàng xóm. Cái chuyện nó chuyện rất là vô lý và tào lao thiên địa nhất. Bà lót bà sàm. Sáng nay đi tới Tổng lãnh sự Mỹ cầm toàn là cờ mà Mỹ mới lại hình Donald Trump lên. Ở Mỹ nó chưa có bầu cử tổng thống đâu. 2020 được. Tự nhiên đi lên đó Tổng lãnh sự ở trên nó đứng đấy. Ông Trump làm gì ở Trung Quốc? Nếu mà quý vị mà đi tới Nga đó, tòa đại sứ Nga chúng tôi lại còn thấy còn có lý hơn. Vì dù sao Nga với lại Trung Quốc còn cũng còn có nói chuyện với nhau được. Hơn là Mỹ đó. Bởi vì khối khối xã hội còn bên này khối tư bản. Anh Mỹ đang cầm đầu khối tư bản. Anh Trung Quốc là khối xã hội. Xã hội mà xã hội cộng sản cực đoan luôn. Anh Nga thì thuộc khối xã hội cấp tiến. Anh Nga anh có thể nói chuyện với ông Tập Cẩm Bình được. Thì mình tới mình nhờ ông Nga đi. Nhưng mà nhờ cái gì? Nhờ cái gì? Không lý mà nhờ anh Nga nói với anh Trung Quốc là đừng có mua, đừng có đầu tư vào Vân Phong, Vân Đồn với lại Phú Quốc để cho anh Nga anh vào anh đầu tư hết à? Ngu, thiệt là ngu. Bởi vì chúng nó nói rằng á, làm đầy tớ người khôn còn hơn làm thầy đứa dại. Làm thầy người dạy đó, mình mệt lắm, mỏi lắm, nói hoài là đầu đất, họ không nghe. Sáng ngày tôi coi cái video, thấy cái ông ở trong đoàn đó, kinh khủng lắm. Bắt ngay lập tức và trói nó lại, giao cho công an. Bất cứ một đứa nào vào đây phá hoại. Anh lấy cái quyền gì? Anh bắt người, anh trói người, anh đánh người nữa, nghe nói gãy ba cái răng. Cái bạn nào nói rằng có sự hiểu lầm đó thì tôi nói rằng á anh nên khuyên mới lại ông Trịnh Hoài Nam, Nguyễn Thanh. Sáng hôm nay ông Trần Ngơ lên án thậm tệ. Toàn những cái gì ông nói về tôi đều là sai hết, không đúng một cái gì hết. Đó chưa kể cái chuyện mà nói là tôi là thế lực ở nước ngoài vào phá hoại đất nước. Nhà nước Việt Nam chúng ta luôn luôn hãnh diện và chúng ta luôn luôn ca tụng công an Việt Nam giỏi, tình báo Việt Nam giỏi. Mà để cho một cái thằng nhà báo quèn này 70 mấy tuổi giờ về đất nước mà phá hoại được đất nước à? Nói ngu. Tôi nói ông Ngơ ngu đó. Ông tên Ngơ là đúng rồi. Ngu Ngơ. Nói như vậy mà cũng nói được. Người ta bơm cái ống đu đủ vào trong ngoài xong rồi cái bà ra miệng mình ra là cái miệng mình cứ phụt ra nói theo người ta nói. Suy nghĩ chút xíu đấy. Còn dạy cho Nguyễn Thanh Sơn để làm ngoại giao. Một ông trung sĩ. Theo lời ông nói ông là trung sĩ cựu chiến binh. Đòi dạy một ông thứ trưởng. Ông biết là thứ trưởng, cấp bậc của thứ trưởng tương đương một đại tá mới thiếu tướng. Chứ đâu phải giỡn. Ông khinh thường mà một vị thứ trưởng thì đừng có trách người ta khinh thường ông thượng tá Trịnh Hoài Nam nhé. Bốn mươi mấy năm
chiến tranh chấm dứt. Sau trận chiến Việt Trung, chúng ta có một số người được thăng cấp ngay tại mặt trận. Ngoài ra tất cả anh em khác ngày tháng lên lon đó, 18 tháng là lên một cấp bậc, 18 lên cấp bậc. Vâng, thì chúng tôi chỉ chia sẻ với lại tất cả các bạn một ít về cái vụ biểu tình sáng hôm nay và kết luận rằng cuộc biểu tình coi như là thất bại. Không kết hợp được tất cả các lực lượng trong nước và hoàn toàn là do cái vấn đề thiếu chỉ đạo và thiếu kết hợp và không có chính nghĩa. Đó là lý do mà cuộc biểu tình thất bại. Nếu mà bạn có chính nghĩa thì nó sẽ cả hàng triệu người giống như là cái vụ U-23. Ở miền Tây có không? Cần Thơ có không? Vũng Tàu có không? Đà Nẵng có không? Chúng tôi đang chờ sáng mai ở bên Mỹ này coi nó sẽ như thế nào. Và sẽ tường trình tiếp với tất cả các quý vị. Nhưng mà tại Việt Nam, quả thật rằng thất bại. Và một lời chúc mừng, sức khỏe đến tất cả anh em an ninh, công an và quân đội, cảnh sát cơ động. Anh em đã phải vất vả sáng hôm nay. Thay vì những kỳ giờ ngày hôm qua và hôm nay, các anh em có thể rằng được ở nhà với gia đình hoặc là những cái công tác này nhẹ nhàng, các anh em lại phải vớ vẩn. Xin lỗi, được các anh em lại bận rộn vì những cái chuyện vớ vẩn như này. Không đáng để mà sử dụng tới những cái lực lượng như vậy. Và nếu mà các bạn muốn nghĩ rằng các bạn tạo được tiếng vang với quốc tế, nó cười vào mũi cho quý vị. Nó bịt mũi mà nó cười thế này. Chưa có một cái cuộc biểu tình nào ngu như vậy, nó cầm cờ Mỹ đi. Mình ở trong nước, mình là người Việt Nam, mà mình đi cầm cờ của một nước ngoài đi tới tổng lãnh sự để biểu tình. Biểu cái gì? Mà tình cái gì? Không có một cái lý do gì hết. Tại sao bao nhiêu tòa tổng lãnh sự khác không tới mà tới Mỹ? Lại Mỹ là ông cố nội mình ấy. Mỹ là sen đầm quốc tế hả? Nó là cha thiên hạ trên cái đất, cái thế giới này, nó muốn cái gì cũng được hết. Vừa phải thôi. Đấy, bây giờ nhìn thấy. Nó tới Iraq. Nó làm cái gì? Libya nó làm cái gì? Chẳng qua là dầu lửa. Nó mang dầu hỏa về, bây giờ xăng của Mỹ có 3 đồng mấy. Xăng Việt Nam hơn 4 đồng. Một gallon, tại vì cứ 1 lít là khoảng 1 đô, hơn 1 đô. 4 lít là 1 gallon. Thế phải hơn 4 đô la không? Mắc hơn của Mỹ nữa. Trong khi lợi tức đầu người của mình thì lại thấp. Mà là cái mình lại cái tiền xăng lại đắt hơn. Nó qua nó quánh Iraq. Nó đánh Libya. Nó mang dầu về. Thì chúng tôi thấy rằng một số anh em cũng muốn live stream ở Việt Nam. Giờ này là 2 giờ 15. Chào tất cả các bạn và hẹn ngày mai. Chúng tôi sẽ tường trình về cái những cuộc biểu tình ở bên Mỹ. Chào tạm biệt tất cả các bạn.
Chị Ngọc Thuận, nhân tiện đây thì cũng xin được phép chia sẻ những cái nỗi buồn mất mát của trong gia đình nhé. Không biết là chuyện gì nhưng mà thấy đen hết cả thì cũng chia buồn với lại Tăng Quyến. Vâng, chào tất cả các bạn. Có bạn nào có muốn chia sẻ gì nữa không? Bạn nào có muốn lên hay không? Lên thì chúng tôi mà mời lên, hoặc là muốn đặt câu hỏi gì thì các bạn đặt câu hỏi. Không ngờ rằng là bà con mà cây giờ ghiền KBC hải ngoại đến mức là bữa nay có ngày nào cũng là khoảng chục cái tin nhắn, là bữa nay có livestream không bác, livestream không chú, livestream không anh. Mình hy vọng rằng sẽ không còn cái chuyện gì xảy ra trên đất nước thì mình sẽ không phải mất thì giờ ngồi livestream, sẽ dùng nhiều thời giờ hơn cho gia đình, cho vợ con và đi du lịch. Để những ngày tháng tới chắc chắn là tôi rất là bận, là bởi vì khi mình quyết định mình ra ứng cử đó là mình sẽ phải nhiều nhiều vấn đề mình phải làm. Vâng, nếu mà không có bạn nào đặt câu hỏi hay là thắc mắc gì nữa thì chúng tôi được phép xin phép mà chia tay.